Nhiều đài truyền hình, trang tin tức nổi tiếng Hàn Quốc như MBC, Net, Chosun đồng loạt đưa tin về việc nữ du khách Việt tập yoga trước cung điện Gyeongbokgung ở Seoul. Đài MBC của Hàn Quốc vừa qua đã nhấn mạnh vụ việc người phụ nữ mặc trang phục bó sát, tạo dáng yoga cạnh cổng Gwanghwamun, Hoa Moon, cung điện Gyeongbokgung, đang gây ra nhiều bức xúc trong dư luận nước này. Không chỉ đài MBC, các trang tin tức nổi tiếng Hàn Quốc như Net, Chosun, Yonhap, Đông A, The Cheongan cũng đồng loạt đưa tin về sự việc này. Thậm chí những hình ảnh chị hát, du khách Việt được nhắc đến trong tin tức, tạo dáng yoga còn liên tục lọt top tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội của xứ Kim Chi. Trên trang cá nhân, giáo sư Seo Kyung Dok của Đại học Nữ Sung Sin cũng nêu ý kiến bức xúc trước vụ việc của nữ du khách người Việt. Ông cho rằng hành vi này không phù hợp tại một địa điểm lịch sử ở Hàn Quốc. Du khách có thể tự do tập yoga ở bất cứ nơi nào, nhưng nếu liên quan tới tài sản văn hóa của quốc gia khác là rất sai lầm. Trước đó, nữ du khách trong vụ việc được xác định là chị Hát, sống ở Hà Nội. Chính chị là người đã đăng tải video và ảnh bản thân tạo dáng yoga ở các địa điểm đến nổi tiếng của Hàn Quốc trong chuyến đi hồi tháng 10 vừa qua trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi vấp phải làn sóng chỉ trích, chị Hát lên tiếng phản bác rằng hành động của chị không vi phạm quy định và nhân viên bảo vệ ở đó cũng không cảnh cáo gì. Sáng 9 tháng 11, trình bày tờ trình dự thảo luật nhà giáo trước Quốc hội sáng 9 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nêu những điểm mới trong dự thảo luật nhà giáo về tuyển dụng, tiền lương, tuổi nghỉ hưu với nhà giáo. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, so với quy định hiện hành tại các luật liên quan, dự thảo luật nhà giáo có một số điểm mới. Cụ thể, tuổi nghỉ hưu của nhà giáo có quy định riêng phù hợp với đặc điểm hoạt động nghề nghiệp. Trong đó, nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. Nhà giáo có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ và nhà giáo làm việc trong các ngành lĩnh vực chuyên sâu, đặc thù được hưởng chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn. Chính sách tiền lương của nhà giáo được bố trí ưu tiên, trong đó lương cơ bản theo bảng lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Nội dung dự thảo cũng giao quyền chủ động cho ngành giáo dục trong tuyển dụng, sử dụng nhà giáo. Quy định việc tuyển dụng nhà giáo đảm bảo phải có thực hành sư phạm nhằm lựa chọn người có đủ năng lực gắn với chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, đáp ứng hoạt động nghề nghiệp nhà giáo theo từng cấp học, trình độ đào tạo. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội thông tin vừa đánh sập website phim lậu cực lớn với khoảng 50.000 phim có dấu hiệu xâm phạm bản quyền tác giả. Lực lượng chức năng đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng chủ mưu cầm đầu, tạo lập điều hành quản lý hệ thống F-Movies là Phan Thành Công, sinh năm 1990, trú Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, và đối tượng giúp sức là Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1990, Mộ Lao, Hà Đông. Các đối tượng bị khởi tố về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Quá trình điều tra xác định, hệ thống phim lậu F-Movies thu hút hơn 6,7 tỷ lượt truy cập chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, với hàng chục nghìn bộ phim được sao chép, trình chiếu trên nền tảng website bất hợp pháp. Trong số đó có nhiều phim của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ, MPAA, đang được bảo hộ. Tính cho đến nay, F-Movies được coi là hệ thống phim lậu lớn nhất tại Việt Nam. Bước đầu làm việc tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Từ năm 2016 đến tháng 8 năm 2024, các đối tượng thực hiện hành vi sao chép phim bất hợp pháp, trình chiếu trên nền tảng website để thu lợi bất chính hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Đêm ngày 8 tháng 11, tỉnh Khánh Hòa đã điều xe múc và xe có mũi đục để phá khối đá trên đèo Cù Hin. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể xử lý dứt điểm. Ngày 9 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, chuyên gia về mỏ địa chất sẽ đến hiện trường kiểm tra, khảo sát khối đá nặng hơn 50 tấn trên vách núi Củ Hin và đưa ra phương án xử lý. Khối đá này nằm chênh vênh trên đoạn núi Củ Hin, đoạn xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, cách mặt đường đi sân bay Cam Ranh khoảng 25m. Theo khảo sát, khối đá này có thể lăn xuống dưới gây nguy hiểm cho người đi đường. Do đó, Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành chỉ đạo sớm giải quyết dứt điểm. Trước đó, tối 8 tháng 11, tỉnh Khánh Hòa tạm cấm đường đoạn qua đèo Cù Hin để các cơ quan chức năng điều phương tiện máy móc và nhân lực đến pha đá. Xe múc có gầu đã leo lên tiếp cận khối đá, tuy nhiên sau hơn 2 giờ vẫn không thể di chuyển khối đá trượt khỏi vách núi. Sau đó, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục điều thêm xe có mũi đục để hỗ trợ, nhưng do chân khối đá này còn nằm sâu dưới lớp đất, có nhiều hòn đá nhỏ bao bọc xung quanh nên cơ quan chức năng chưa thể xử lý. Tỉnh Khánh Hòa cũng đã từng tính đến phương án xử lý khối đá bằng mìn nhưng lo ngại sức công
công phá của vật liệu nổ sẽ làm ảnh hưởng đến kết cấu toàn khu vực. Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, các cơ quan thống nhất tạm dừng việc đẩy khối đá xuống để nguyên phương tiện máy móc tại vị trí cho mở lại đường đi sân bay Cam Ranh. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cho thấy một hành khách Trung Quốc đã tác động vật lý với nữ tiếp viên hàng không khi được yêu cầu thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn bay. Theo đó, sự việc xảy ra từ ngày 7 tháng 10, chuyến bay từ Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang đến Thượng Nhiêu, Giang Tây Trung Quốc đã phải khởi hành chậm hơn dự kiến ban đầu một tiếng do một nữ hành khách gây rối làm náo loạn cabin. Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây cho thấy, nữ tiếp viên bước tới nhẹ nhàng nhắc nhở hành khách gấp bàn và thắt dây an toàn. Tuy nhiên, thay vì hợp tác, nữ hành khách lớn tiếng quát mắng, chửi bới khiến cả khoang hành khách bất bình. Trong cơn tức giận, nữ hành khách còn túm tóc tiếp viên, lên mặt thách thức. Sự việc căng thẳng khiến nhiều hành khách rời khỏi chỗ ngồi, bày tỏ không đồng tình với cách cư xử thiếu văn hóa của người phụ nữ. Vì sự việc ngoài ý muốn, chuyến bay phải khởi hành chậm một tiếng so với dự kiến ban đầu. Nữ hành khách ngay sau đó bị cảnh sát đưa ra khỏi máy bay để phục vụ điều tra. Nữ hành khách gây rối cho biết cô là giảng viên của Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân. Tuy nhiên, ban giám hiệu khẳng định nữ hành khách chửi bới trên chuyến bay không phải là giảng viên của trường. Đồn công an sân bay Cáp Nhĩ Tân xác nhận có sự việc như lan truyền trên mạng, nhưng không cung cấp chi tiết về diễn biến hay danh tính nữ hành khách. Sự việc tiếp tục được mạng xã hội chia sẻ những ngày nay, khiến dư luận Trung Quốc vẫn đang bàn tán, đưa ra hàng loạt ý kiến khác nhau về vụ việc. Ngày 9 tháng 11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm cây gỗ tấn công cán bộ công an ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 8 tháng 11 tại phường 10 quận Tân Bình. Thời điểm xảy ra sự việc, người dân cho biết đã chứng kiến người đàn ông có biểu hiện không bình thường, liên tục la hét, tay cầm cây gỗ rượt đánh một cán bộ công an ở giao lộ đường số 4 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cán bộ công an kịp thời lùi lại. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường 10 cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an đã đưa người đàn ông về trụ sở làm việc. Lực lượng chức năng đang kiểm tra ma túy, chất kích thích đối với người đàn ông này. Ngày 9 tháng 11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người cầm dao kéo vây quanh taxi công nghệ đe dọa hành hung tài xế. Theo ông NT, 43 tuổi, người đăng tải đoạn clip, vào khoảng 16 giờ chiều 3 tháng 11, nhóm người khoảng 4 người đàn ông lời qua tiếng lại với nam tài xế taxi trong khuôn viên Bệnh viện Thủ Đức, đường Phú Châu, phường Tam Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Một người trong nhóm đến trước cửa ô tô nắm cổ áo rồi đánh vào mặt nam tài xế. Khi tài xế phản ứng, một người đàn ông khác dùng tay đấm vào đầu anh này. Chưa dừng lại ở đó, một người trong nhóm này cầm theo dao kéo đến nói chuyện, thách thức nam tài xế. Phát hiện vụ việc, nhiều người dân cùng bảo vệ bệnh viện đến can ngăn, nam tài xế rời đi ngay sau đó. Được biết, những người hành hung tài xế là khách của nam tài xế taxi. Nhóm người này tranh cãi và đánh tài xế do thắc mắc về giá cước. Theo anh N, tài xế taxi, anh nhận cuốc chở 4 vị khách nam có biểu hiện say xỉn ở quận Bình Thạnh. Thời điểm trên, người đặt xe chọn dịch vụ đi trong 4 giờ với quãng đường tối đa 50 km. Nam tài xế xác nhận lại với khách, sau đó mới di chuyển. Khi xe chạy được khoảng 10 km đến trước Bệnh viện Thủ Đức, nhóm người nói trên yêu cầu dừng xe. Nam tài xế hỏi khách có muốn đi thêm không, tuy nhiên khách không đồng ý. Lúc này, anh N báo giá dịch vụ theo ứng dụng hãng xe là 700.000 đồng. Nhóm này liền lao vào cãi cự. Nam tài xế liên tục giải thích, đồng thời gọi tổng đài để tính lại giá cước nhưng nhóm người này vẫn lao vào hành hung. Sau khi tổng đài báo lại phí dịch vụ, một người đàn ông trong nhóm đã thanh toán 165.000 đồng cho nam tài xế. Hiện công an phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức tiến hành xác minh, đồng thời mời những người liên quan lên làm việc.